Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Yêu Công Nghệ. Các bạn thân mến, các bạn là phóng viên, là MC, là biên tập viên dẫn chương trình. Nhưng một ngày các bạn phải cập nhật quá nhiều những thông tin trong dòng chảy của cuộc sống. Chính vì thế mà không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nhớ được tất cả những thông tin đó. Và với một người mà có sở trường là quên và nhớ là sở đoản như mình thì chắc chắn là sẽ không thể thiếu được sản phẩm hỗ trợ này. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm nữa, đó chính là máy nhắc chữ dành cho iPad, tablet, teleprompter TI330. Và bây giờ hãy cùng mình khám phá xem là bên trong chiếc hộp này sẽ có những trang bị gì nhé. Ở bên trong này sẽ có tụ bao gồm tất cả là 4 phụ kiện. Đầu tiên là một bộ khung giá đỡ, tiếp theo đó là một hộp đen, một tấm kính phản chiếu và một chiếc điều khiển từ xa như thế này. Và bây giờ hãy cùng mình thực hiện các thao tác lắp máy nhắc chữ này lên nhé. Các bạn thân mến, và bộ sản phẩm của chúng mình thì sẽ không bao gồm chiếc chân như thế này. Nếu như các bạn muốn có những chiếc chân chắc chắn như thế này để lắp máy nhắc chữ lên thì các bạn sẽ mua ở ngoài riêng nhé. Còn bây giờ hãy cùng mình thao tác để lắp chiếc máy nhắc chữ này lên. Đầu tiên là bộ khung giá đỡ. Các bạn sẽ lắp giá đỡ vào phần phía sau này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ gắn bộ khung vải màu đen này lên. Và các bạn lưu ý là vị trí gắn bộ khung vải này thì sẽ ở đây nhé. Đây, sẽ có những cái chốt màu như thế này. Và các bạn sẽ gắn lên đây. À, các bạn lưu ý là sẽ gắn thật chắc chắn nhé. Bởi vì là ống kính máy ảnh của chúng ta thì sẽ lấy qua chiếc khung này. Nếu như mà gắn lệch thì sẽ rất là khó để có thể lên hình. Tiếp theo đó chính là gắn kính nhắc chữ lên. Ở đây thì chúng mình đã để ở trong một cái túi chống sốc rất là chắc chắn. Và các bạn lưu ý rằng là cái kính này thì rất là dễ vỡ nên là chúng ta phải cẩn thận. Ở trên này thì sẽ có hai cái điểm G này. Các bạn sẽ lưu ý là đặt kính của mình qua hai cái điểm G này để đỡ. Và một tay thì đỡ ở phía trong như thế này. Và cuối cùng là chúng ta sẽ gắn thanh để đỡ điện thoại cũng như là iPad của chúng ta lên. Đây, chúng ta sẽ gắn vào vị trí này. Và cái chốt của nó thì ở bên dưới, các bạn lưu ý nhé. Và chúng ta sẽ đặt đầu mà có hai cái đầu nhô ra như thế này vào phía trong. Tùy thuộc vào từng điều kiện thì các bạn có thể là cố định chiếc giá đỡ điện thoại hay iPad của các bạn ở phía trong, ở phía ngoài bằng cách kéo ra kéo vào và vặn hai chiếc chốt ở hai bên. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đặt chiếc iPad này lên trên máy nhắc chữ này nhé. Ở đây thì sẽ có hai cái nút bấm để giúp các bạn có thể điều chỉnh độ rộng. Nếu như đặt điện thoại thì các bạn không cần ấn, còn nếu như đặt iPad thì chúng ta sẽ kéo ra một chút. Ấn vào hai nút ở bên sườn để kéo ra một chút. Và đã hoàn thành công đoạn lắp ráp rồi, các bạn thấy rất là dễ dàng phải không nào? Tiếp đến đó là chiếc điều khiển từ xa này, thực sự là rất dễ sử dụng. Đầu tiên thì ở trên phía đỉnh của chiếc điều khiển này thì sẽ có một nút ấn OK để cho chữ chạy. Muốn chữ dừng lại thì các bạn cũng sẽ ấn vào chiếc nút OK này. Đó, chạy, dừng. Tiếp theo đó là nút tròn này để giúp các bạn có thể di chuyển lên phía trên, đẩy lên trên, di chuyển xuống dưới, kéo xuống dưới. Di chuyển sang phải là tăng cỡ chữ, còn di chuyển sang trái là giảm cỡ chữ. Tiếp theo đó là 4 nút điều khiển ở phía dưới. Nút chữ X thì giúp các bạn có thể được vào được phần cài đặt của phần mềm nhắc chữ. Nút chữ A thì sẽ làm chậm lại tốc độ của máy nhắc chữ. Nút chữ Y thì sẽ tăng tốc độ. Đây. Nút chữ B là đổi đoạn. Đó. Thực sự là rất là dễ sử dụng phải không nào? Ngày nay nhu cầu làm MC dẫn chương trình đám cưới ngày càng gia tăng, nhưng không phải ai cũng dễ dàng làm được điều này. Việc rèn luyện kỹ năng, trau dồi kiến thức cùng khả năng vốn có của một người dẫn chương trình là điều rất quan trọng. Đặc biệt là một phần làm nên buổi thành hôn diễn ra thuận lợi, tốt đẹp phải kể đến cách dẫn dắt và tổ chức chương trình của người MC. Máy nhắc chữ cho iPad, tablet, teleprompter TI330 được thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển hay mang đi hiện trường để phục vụ cho những công việc quay phim, ghi hình bản tin, dẫn chương trình, giúp MC tiết kiệm thời gian trong việc chuẩn bị học trước văn bản. Ưu điểm: hỗ trợ máy tính bảng 7 đến 13 inch như iPad hoặc bất kỳ loại tablet Android nào trong phạm vi kích thước cho phép. Hỗ trợ hệ thống iOS, Android, kính quang phổ nhập khẩu,
cho chất lượng chữ hiển thị một cách sắc nét và rõ ràng nhất. Nó được đựng trong một vali chống sốc, đảm bảo an toàn, hiệu quả các thiết bị và thuận tiện cho việc vận chuyển. Bộ sản phẩm bao gồm một bộ giá đỡ, một khung vải đen, một kính quang phổ nhập khẩu, một hộp đựng chắc chắn từ xa và một điều khiển từ xa. Và trong video tip ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu đến các bạn một vài những thông tin cũng như là cách lắp đặt của chiếc máy nhắc chữ dành cho iPad, tablet, teleprompter TI330 này. Và nếu như muốn được tư vấn hay hỗ trợ gì thêm, đừng ngại ngần và liên hệ với số hotline ở bên dưới để được nhân viên của chúng mình tư vấn thêm nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video clip tiếp theo.